tâm nghĩ mình được đứng ở nơi đó, nó hòa hợp mọi thứ, thì đó chỉ có thánh đường thôi. Hãy bước ra nơi mà ta nhận thấy yêu thương từ gió. Thật ra Tâm cũng là một người bình thường, vẫn sống, biết yêu, biết thương, biết ghét, biết giận, biết sân si, biết ích kỷ, biết tham vọng. Chỉ có một điều duy nhất để mình trở thành mình là ai là Tâm tỉnh táo. Bởi vì mình đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của khán giả. Khán giả muốn thấy Tâm ở trên sân khấu, và Tâm muốn được thấy khán giả của mình yêu thương, ôm ấp và hòa cùng với nhau là một.